Ông muốn làm gì? Làm gì sao? Đinh Bất Tứ, Bạch Tự Tại, bước xuống đây. Ta phải tỉ võ với ngươi để trả thù hận đoạt vợ. Ngươi dẫn Tiểu Thúy đi khỏi. Sao ngươi nhỏ mọn quá vậy? Tiểu Thúy chỉ sống trên đảo Bích Loan một thời gian thôi. Chẳng lẽ ngươi vì vậy mà ghen sao? Để nói chuyện với ai vậy? Không lẽ ta là Bạch Tự Tại sao? Nếu ta là Bạch Tự Tại, từ lâu ta đã gả Tiểu Thúy cho đệ rồi. Đệ không tìm được Bạch Tự Tại, đệ không chỉ hắn biết, chỉ ai đây? Ai kêu huynh ngồi trên ngai của Bạch Tự Tại? Đệ sẽ đánh giá huynh là Bạch Tự Tại. Được, đệ lên đây ngồi đi. Lên thì lên, đệ cứ lên đây ngồi thử coi sao. Bây giờ đệ là ai vậy? Người ngồi trên ngai đó chắc là Đinh Bất Tứ chứ gì? Tự Tại huynh đã lâu không gặp. Bất Tam Bất Tứ, huynh đệ đến đây so tài với tôi chứ gì? 30 năm trước, Đinh Bất Tứ ông không phải là đối thủ đối tôi. 30 năm sau, huynh đệ ông cũng không đánh lại tôi. Tạ Yên Khách đã bị tôi đánh bại rồi. So tài? Ai so tài với ông chứ? Ông, tôi tới đây để tìm đàn bà đó. Tìm đàn bà? Dễ thôi, trên đời này thiếu gì đàn bà. Lăng Tiêu Thành tôi không có đàn bà mà ông cần tìm. Bạch Tự Tại, ông đừng có giả hồ đồ. Huynh đệ chúng tôi thương ai? Bộ ông không biết hả? Tôi phải biết chuyện gì? Ông là đại cửu, sao lại không biết chứ? Tôi không có muội, không có muội, sao lại tìm đại cửu được? Sao ông có thể nói như vậy được chứ? Nói đi, tôi... Nó ấm ức trong lòng, ông cho nó nói đi. Tôi... Hai lão già đó không rõ lai lịch, thân phận của sư phụ thế nào. Sau khi sư phụ lên tiếng, chúng ta tống cổ hai lão già đó đi khỏi. Ông là người bụng no, sao hiểu được người bụng đói? Ông dụ dỗ vợ tôi Tiểu Thúy dẫn về Lăng Tiêu Thành. Thúi thà, tại sao lại nói Tiểu Thúy là vợ của ông chứ? Cách đây vài tháng, bà ấy và tôi sống tôi Bích Loan đảo được một thời gian dài. Bà ấy còn sống hả? Tiểu Thúy đã đến Bích Loan Sơn Trang sao? Đúng vậy, bà ấy và tôi nói chuyện suốt 3 ngày 3 đêm rất là vui đó. Đúng vậy. Trời ơi, Tam Ca ơi là Tam Ca, huynh kêu đệ nên nói sao về huynh đây? Tiểu Thúc và Tiểu Tẩu trò chuyện không có được. Còn huynh đây là người làm đại bá không có xấu hổ sao? Đệ ngu quá trời, ăn nói chẳng ra gì. Tôi và Tiểu Thúy sống ở Bích Loan Sơn Trang rất là vui vẻ. Chúng tôi dốc hết bầu tâm sự suốt 30 năm qua. Nó thơm bụng làm sao? Sau đó, không biết bà ấy bị làm sao lại chạy đến Tự Yên Đảo. Huynh đệ chúng tôi lập tức bám theo sau lưng cho đến nay vẫn chưa tìm được bà ấy. Ông nói đi, bà ấy trở về Lăng Tiêu Thành đang sống ở đâu vậy? Hay lắm, tôi đang định tìm các ông. Các ông lại tự nộp mạng. Ông muốn làm gì? Làm gì sao? Thôi được rồi, nay đã phân thắng bại rồi, chúng ta không có thù không đội trời chung. Lão Tứ, Lão Tứ, Lão Tứ, đệ không thể chết được. Lão Tứ, đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy đi. Đi thôi. Chúng ta là Bất Tam Bất Tứ. Đinh Lão Tam, đệ tại sao phải chết? Vậy tại sao đệ chết cũng kiếm người lo xác? Cũng tại đệ, hắn đánh hư ống điếu của ta luôn rồi.
đáng đời cho huynh. Ai mượn huynh nhúng tay vào? Được được được, ta không nhúng tay vào. Bây giờ để thấy chưa, ống điếu của ta giá trị bao nhiêu. Cũng may ta vẫn còn ống điếu khác. Đi về. Sư phụ võ công cao cường, phen này xem như được chứng kiến. Vừa nghe thấy tiếng động đã đánh hai tên lão già đó bay ra ngoài rồi. Xem ra võ công của Phách Tuyết Sơn ta, Đông Bộ Võ Lâm không ai sánh bằng rồi. Tiểu Thúy ơi Tiểu Thúy, tại sao bà lại đi Bích Loan đảo? Chẳng lẽ bà không phục võ công của tôi sao? Trưởng môn, gió lên rồi. Trưởng môn, mau về đi. Gió chẳng đáng sợ. Các con đó, đương kim thiên hạ, võ công của ai cao nhất? Tất nhiên là trưởng môn của Phái Tuyết Sơn chúng con cao nhất rồi. Võ công của ta cao nhất chừng nào? Ngự công của trưởng môn đồng bộ thiên hạ. Kiếm pháp có thể nói thiên hạ vô song. Thật ra không cần dùng kiếm cũng đã đi khắp thiên hạ vô địch rồi. Xem như các con hiểu chuyện. Con nói giữa ta và Tấn Pháp Đại Sư Thiếu Lâm, võ công ai cao hơn? Sư phụ, con nói xưa nay con đều cho rằng Tấn Pháp Đại Sư cao hơn. Giỏi lắm, con đúng là đáng chết. Chạy đi. Tên tiểu tử này ngang nhiên dám nói Thiếu Lâm và ta Thiếu Lâm cao hơn, còn nói ta không phải là đối thủ của lão hòa thượng Tấn Pháp Đại Sư. Đáng chết, đáng chết. Tiểu Thúy, bà có nhìn thấy không? Quy đức tiên sinh bạch tự tại ta, chẳng những thiên hạ vô địch, giả lại suốt năm, ngàn năm qua tung hoành thiên hạ, từ cổ chí kim, không ai có thể thể lại ta. Ta là đệ nhất thiên hạ. Đệ bị thương đều phải huynh có mặt tại đó, nếu không đệ đâu bị thương như vậy. Đệ có biết hay không, nếu không có ta đứng ra hứng một chưởng của Bạch Tự Tại thì hắn đánh cho đệ chết tại chỗ rồi. Đệ có biết từ đâu Bạch Tự Tại có sức mạnh lớn như vậy không? Đệ biết chứ, tại hắn ghen mà. Hai người cũng gần giống nhau đó. Tam ca, nhẹ tay thôi. Sao hả? Bị câm hết rồi sao? Sao không có ai lên tiếng hết? Con nói đi, ta nói vậy có đúng không? Lời nói của sư phụ tất nhiên là đúng rồi. Đúng hay không đúng? Tại sao lại nói tất nhiên hay không tất nhiên? Được, con nói đi. Võ công của sư phụ như thế nào? Võ công của sư phụ cao thâm khó đoán. Từ cổ chí kim chỉ có một người duy nhất. Võ công của bổn phái do một tay sư phụ phát huy lớn mạnh. Sai rồi. Võ công của phái Tuyết Sơn do ta tự sáng lập. Đâu là tổ sư gia sáng lập ra phái Tuyết Sơn? Đó đều là những lời bịa đời để gạt thiên hạ. Kim phổ do tổ sư gia để lại các con đều học rồi. Để nói võ công của ta có phải cao cường nhất không? Sư ca, đệ được rồi, đệ nói đi. Từ cổ chí kim, võ công võ cao nhất. Đệ chỉ nghe nói Nam Huyền Bắc Cước, Nam phái Trương Tam Phong, Bắc phái Lạc Ma Sư Tổ. Và còn, đệ đừng nói nữa. Lạc Ma Sư Tổ là người của Thiên Trúc, cho nên chỉ có thể xem như ma như mi thôi, cho nên chẳng lợi hại gì. Còn về Trương Tam Phong cũng chỉ là hạng tầm thường mà thôi. Võ ban trường quyền của hắn, nếu như hắn xuất chiêu nào, ta sẽ đỡ chiêu đó. Sư huynh, sư đệ, sư huynh, sư huynh, sư huynh, môn quy của bổn phái không được giết hại đệ tử trong phái. Môn quy cái gì? Môn quy do ta đưa ra mà. Sư huynh, sư đệ, sư huynh,
Sư đệ có sao không? Ta phải cho cả thiên hạ này biết, ta trưởng môn của phái Tuyết Sơn Bạch Tự Tại là kiếm pháp đệ nhất, quyền pháp đệ nhất, nội công đệ nhất, ám khí đệ nhất, là đại anh hùng, đại hào kiệt, đại tôn sư. Tiểu Thúy, ta thù. Tiểu Thúy, bà có nhìn thấy hay không?